Review cho anh em một chiếc Way dọn để ăn Tết. Thì chúng ta nếu mà không gì thay đổi 30 ngày nữa là Tết. Đấy, hơn 30 ngày nữa là Tết. Và đây là gì? Đây là một chiếc xe dọn Way ZX lòng đĩa lõm. Và dọn theo bài gì? Bài zin nhưng mà lên tí đồ chơi. Phối màu xanh ngọc rất là đẹp đúng không anh em? Đấy. Này, đồng hồ Casio này. Đấy, mình bóc siêu luôn cho nó xịn giò. Mình bóc siêu luôn. Đấy. Và bây giờ mình sẽ review cho anh em chiếc xe Way dọn tổng thể này nhá. Ok anh em. Tập vào mắt anh em phải là cái gì? Cái chiếc xe nó rất là sạch sẽ, sáng sủa. Đúng không? Sạch sẽ, sáng sủa là hai từ đầu tiên đã. Màu rất là nổi, một con màu xanh ngọc đi với dàn đề can của hệ thống quy đề can đi tem. Đây nhá, đổi màu lên này. Xong rồi lên đây là tem chrome, đi kèm tem chrome. Toàn bộ chiếc xe này là mình đã được mình thay thế một tục. Và mình dọn lại zin từ một chiếc xe rất là cũ. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Vành thì mình sử dụng vành Racing Boy. Bản là 1.4, 1.6. Đấy, vành Racing Boy. Bản 1.4, 1.6. Đĩa thì mình chơi đĩa lõm, zin. Đấy, rất là mới và đẹp đúng không anh em? Còn chưa ăn hết, chưa ăn bố heo luôn. Phanh thì nói thật với anh em luôn là nếu anh em có tài chính thì các bạn có thể chơi phanh của Brembo, Brembo Billet. Hoặc là Nissin Samurai Rail hoặc Nissin Racing Rail. Còn nếu mà anh em mà tài chính ít mà muốn chơi hàng Rail thì cứ Adeline này mà táng cho mình. Và việc chuẩn chỉ nó cũng là hai pit đối xứng giống hệt con Brembo, nhưng mà nó có thương hiệu thấp cấp hơn một chút là Adeline. Đấy, lên xe vẫn rất là liền lạc. Ốc dầu là ốc chơi, nó vẫn là ốc 1.0 nhá. Và đây là con ốc dầu của mình bắt vào. Đấy, ốc này ốc nhôm nha anh em nhá. Dây dầu thì mình sử dụng dây dầu của Morin Thái Lan. Đấy, dàn chân anh em nhìn thấy nó đẹp đẽ long lanh không? Nhìn dàn vành Racing Boy màu bạc ngờ này làm tôn lên cái xe rất là nhiều. Cộng với thêm vào lốp máy thì mình sơn theo bản lốp máy đen. Đấy. Và đây là mình sơn thêm lại cái chiếc Honda màu vàng nữa. Trông cho nó giống zin, nó đẹp. Ốc yếc các thứ là mình mạ lại hết. Bô mình thay bô mới nhưng mà bô chuẩn của Honda bản NF100 này, Goshi này. Đấy. NF100 Goshi. Càng kiếc các thứ là mình cũng sơn lại này, rồi là phanh mình thay Meyer mình sơn lại này. Đồ các thứ, tất cả đồ là mình nhựa mình ấy hết. Nhựa mình làm lại và thay mới. Đây, những cái nhựa đen như thế này nó rất là lâu rồi. Xe này thì điểm nhấn của nó không phải là ở dàn đồ chơi, mà điểm nhấn của nó là tổng thể cái xe, cái màu xe nó phối lên rất là hài hòa. Em có nhận không? Rất là trẻ, rất là kiểu nổi bật ấy. Đi trên đường chắc chắn là cái xe này những người lớn tuổi sẽ không đi, nhưng là những bạn trẻ sẽ đi con này rất là nhiều. Ở đây, mình khóc, mình ra cho anh em. Với anh em đến từ Phú Thọ 19. Đấy, 4670. Và tiếp theo là cái thục sau ấy, thì mình sử dụng theo đúng cái tông màu và màu vàng để phối một ít đồ chơi màu vàng phối cùng cái tem màu xanh. Và dàn tem này, anh em nhìn thấy không? Tem có tí màu vàng xanh này. Và tiếp theo nữa là mình sử dụng cái thục là IS này. Đấy, hàng chính hãng nhá, IS này. Đấy, rất là êm và ngon, bổ rẻ trong cái phân khúc này. Thì thực ra là cái thục sau này thì có hai lựa chọn cho anh em: Racing Boy hoặc là IS. Đấy, với cá nhân mình thì đi con IS này này với bản quay đĩa lõm này thì nó hợp không? Đấy. Về đầu xe thì đây, các bạn nhìn thấy không? Đầu xe là mình không
không lắp giỏ rồi là những cái ba ga lượn giữa inox, mà mình chỉ điểm nhấn ở đây là ba con ốc titan ba màu đấy, các bạn nhìn thấy ba tông màu không, xanh này, tím hồng này và màu vàng đấy, ba tông màu đấy, điểm nhấn của ba nóc. Mặc dù là nó con này nó nổi đặt ở trên nền nổi, nhưng mà nhìn nó rất là tinh tế hợp lý nhờ, nó rất là hợp lý với dàn tem luôn, nó không bị phô bị cạch đấy. Pha đèn thì mình đã thay mới, và cái cốc dầu thì cái bình dầu mình giữ lại này, nhưng tay này thì mình lắp cái tay CRG CRG RC đấy. Con này là con này rất đơn giản, con này là nói thật là anh em có thể mua đôi tay phanh tay côn của Exciter này, MRX này, Winner này, đó này, lấy cái này lắp ở tay thôi, còn tay côn vứt đi. Đấy. Mình cái này là mình lắp lên. Và cái đầu xe ấy, thì các bạn thấy này, đầu xe thì chủ xe tập trung làm ở cái bợ này, đây mình làm cái bợ này. Tí nữa thì anh sẽ dán con logo titan tặng khách ở đây, nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Đấy, dán logo titan ở đây. Và đây, các bạn thấy không? Dán logo titan lắp tặng con ốc titan đây nữa là đẹp luôn đấy. Thì đây các bạn thấy đồng hồ này là đồng hồ Cosoril, con này là con Cosoril, thì các bạn nhìn thấy ánh đèn hắt lên ấy, khi mà nhìn con một con hàng real và hàng copy thì cái led của nó sẽ là thấy sự khác nhau hoàn toàn, rất là khác biệt. Con này đặc trưng một cái là nó cái led này của nó đẹp hơn, nó tinh hơn cả Uma luôn. Led của Coso thì mình như cá nhân mình nhận thấy à, cái led của nó tinh tế hơn so với là của Uma thì trong cái màu led của nó không được tinh sáng bằng đấy. Con này thì nó mình thấy là đánh giá tinh sáng, mặc dù tiền hai con nó như nhau thôi, nó không có quá nhiều thay đổi đánh giá. Ví dụ như con 1 triệu, con 2 triệu chẳng hạn thì nó mới khác nhau nhiều, nhưng đây là hai con giá tiền nó xem như nhau, đắt hơn nhau 100.000. Mày vừa có thấy bị giật mình không? Không? Dù cái như kiểu cái thằng nào nó trượt mình luôn ấy. Sau cái tiếng đấy là nó sẽ tiếng oạch một cái. Cái thì mình cố một cười, nhưng mà tao cũng chờ cái tiếng đấy, nhưng mà giật mình luôn. Để tiếng oạch này thì anh em đi Zimway rất ít đúng không? Vì anh em không phải là chạy tốc cao quá nhiều, cộng với thêm là phanh đằng sau của anh em là phanh cơ, nên là độ hãng phanh sẽ ít hơn. Và đây các bạn nghe tiếng máy con béo mô tô làm này. Đây này, em nhìn thấy không? Mấy con ốc titan thôi, lên mấy ốc vỏ thôi nhá, không lên quá nhiều, anh chỉ lên mấy con ốc vỏ thôi, đấy, chỉ lên mấy con ốc vỏ này thôi là dừng, không phải lên quá nhiều. Nghe tiếng máy ấy. Sướng không? Sướng luôn. Nha. Và đây là cái sản phẩm mình dọn xe, dọn cho khách mất 3 tuần để dọn cái này là kịp để anh em chơi Tết. Vì là sao? Vì đây là chiếc xe mà anh em sẽ Tết dùng để Tết đi. Và mình nghĩ là đi một con xe này buổi Tết thì nó nổi lắm rồi, đẹp lắm rồi, ai sẽ ngồi. Nhưng em nhớ cho mình nhá, ba say chưa trai, với cả đã uống xe thì không cái gì? Uống xe thì không lái rượu à? Đã uống xe không lái rượu, hay là đã lái rượu thì không uống xe đấy, đại loại thế. Thì con này, nhưng mà có một điểm nữa nhá, đáng thích ấy, đúng ra cái bản này là nếu mà nó có cái chụp xi nhan màu vàng nữa, quá đẹp nhờ. Chụp màu vàng hộp phách ấy lên quá đỉnh luôn. Trông cái em rất thích cái kiểu và cái pha nó mới tinh như này nhá, mới tinh, nó trong, nó trong nhờ. Nó sướng nhìn sướng. Quá đẹp luôn. Ok anh em, xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Và để trả lời câu hỏi cho anh em là cầm ly mới đẹp phết nhờ, vừa đi qua không, trông như Lexus ES250 ấy. Và để trả lời cho câu hỏi mà không phải Camry giống Lexus ES250, bây giờ con béo vẫn nhận xe và mình sẽ nhận đến hết ngày. Hôm nay ngày bao nhiêu? Ngày 16 tháng 1 thì con béo mô tô xin phép tất cả anh em mình sẽ nhận xe đến hết ngày 25 tháng 1 là mình dừng, mình không nhận xe nữa. Bởi vì tại sao? Bởi vì là sau ngày 25 tháng 1 mình sẽ full lịch rồi, mình sẽ không thể dọn xe được nữa. Nên là anh em nào có nhu cầu dọn xe thì mời các bạn ghé qua sớm con béo mô tô để mình có thể có cơ hội để làm những chiếc xe đẹp đẽ long lanh sáng sủa để dành cho anh em đi Tết. Đấy, ví dụ như chiếc này chẳng hạn. Và nếu mà sau 25 thì hẹn anh em ra Tết nhá. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi.